một chiếc xe với cái form dáng cực kỳ đẹp các nhá. Đó, dòng này form nó to các bạn ạ. Nó to, nó rất là bền luôn. Một mẫu xe khá nổi tiếng rồi các nhá. Em chào các bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây. Mẫu xe gầm cao nhá, có máy thoáng, 7 chỗ ngồi, được mang tên là Fortuner. Sản xuất năm 2009, số tự động 2 cầu nhá, 7 chỗ ngồi. Con xe này động cơ máy xăng nhá. Đó. Các bác nhìn đây, toàn bộ đây, cái form của nó, dáng của loài rất là đẹp luôn. Con này nó vẫn giữ được nguyên form nhá. Đó. Toàn bộ đây, lốp mới cả dàn này các bác này. Đó. Các bác xem từng chi tiết nhỏ nhất đây. Những phần lốp này và phần mâm đúc nhá, chưa sơn lại luôn này. Đó, mâm đúc nào sơn lại nhìn cái biết em nhá. Đó, đây là màu nguyên bản nó đây. Đó, lốp mới cả dàn này. Đó, lốp mới cả dàn luôn. Đó, rất là quý luôn là cái mâm đúc này chưa sơn lại nhá. Đó, nhiều con xe nó chạy nhiều nó xước hết rồi, đa số là phải sơn lại hết rồi. Nhưng mà con này đây, cái phần mâm đúc vẫn còn zin luôn. Với mức giá bên em đưa ra là cực kỳ tốt cho bác nhá. Dòng xe này thì cực kỳ bền bỉ luôn. Trang bị gương kính chỉnh điện này, túi khí này, phanh ABS đầy đủ luôn. Đi cực kỳ êm. Sau đây mời bác em xem phần nội thất nhá. Số tự động đây ạ. Quá đẹp luôn. Toàn bộ đây táp ly này các ông nhìn này, rất đẹp luôn, keo chỉ đây ạ. Ở đây là phần keo chỉ đây các nhá, nguyên bản của nhà máy từ đầu đây. Ờ, rất là đẹp. Dòng này thì nó rộng các bạn, nó rộng, form dáng đẹp, đi khá thích luôn. Đây là hàng ghế đằng sau đây các ông nhá. Ba hàng ghế luôn. Nói chung là con xe còn chất lượng như này đây. Toàn bộ đây. Nội thất rất đẹp, nó đã độ lên sàn 5D. Táp ly này, các bác này. Khá chất lượng luôn nhá, có nhá, keo chỉ rất là đều xe luôn, keo chỉ đấy ạ. Đó. Ghế điện luôn nhá, ghế điện đây, các bác này. Ghế điện luôn này. Toàn bộ đinh chốt bản lề đây, nó còn đẹp thế này cơ mà, rất là mới. Ốc cánh cửa zin đây nhá, ốc chưa xoáy luôn. Có vô lăng tích hợp bàn phím này, vô lăng còn đẹp như thế này cơ mà. Đó, các bác biết chất xe nó như thế nào rồi đúng không ạ? Vô lăng này rất đẹp luôn. Dạ vâng. Mẫu xe này bên em chào bán mức giá là chỉ có 335 triệu. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 nhé. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết nhá, bằng văn bản đầy đủ luôn cho bác là xe không đâm đụng, không ngập nước nhá. Các bác xem keo chỉ còn đẹp như thế này cơ mà. Toàn bộ những cái phần dập, đinh dập của nhà máy đây. Đó, đinh bấm của nhà máy đây nhá, toàn bộ đinh bấm của nhà máy đây. Đó, nguyên bản luôn. Kính auto này các bác này. Đó. Những cái phần dập khuôn và keo chỉ đây nhá. Đó, dập khuôn của nhà máy. Đó, những cái phần này này. Thợ không thể lắn được này các bác này, những phần này đinh bấm này. Đó, rất đẹp luôn. Đinh bấm nguyên bản nhá. Toàn bộ táp ly đấy ạ. Những phần nhựa này nó còn đẹp căng luôn các nhá. Đinh bấm này, keo chỉ đây, nó còn đẹp lắm. Toàn bộ bên trong hốc cửa này các bạn nhìn này, sơn zin 100% này. Đó, các bạn nhìn những trong hốc cửa này sơn zin 100% các nhá. Keo chỉ nó còn đẹp như thế này cơ mà, các bác phải biết này. Đầu tiên mình đi xem xe là mình phải xem phần keo chỉ nhá. Keo chỉ là đánh giá là xem xe có đâm đụng hay gì không các nhá. Đó, số tự động này quá chất lượng luôn. Nói chung là một con xe chất lượng với cái mức tiền khá hợp lý nhá. Đó, giá bên em đưa ra là bên em bao rút hồ sơ luôn cho bác nhá, bao rút hồ sơ luôn cho bác. Máy lổ êm luôn, con này máy lổ êm du luôn, kết hợp đây cả cam hành trình, cam hành trình đây kết hợp luôn cả cam lùi nhá. Đó, âm thanh hay này.
Đấy, âm thanh hay nhá. Gương kính chỉnh điện luôn nhá. Đó, gương kính chỉnh điện đầy đủ luôn. Sau đây em mời các bác em xem phần khoang máy động cơ. Máy lổ êm luôn. Máy con này miễn chê luôn các bác ạ. Máy lổ êm du luôn. Toàn bộ bên trong kia có gì đây. Đó, em quay sát cho bác xem này. Những phần phần tôn rất là đẹp các bác nhá. Tôn phần sắt xi rất đẹp này. Quá đẹp luôn. Quá chất lượng, nó còn mới như kia cơ mà. Rằng đầu các xe này còn zin đẹp như này cơ mà. Các bác phải biết chất xe nó như thế nào rồi. Các bác nhá. Nguyên bản luôn, quá chất lượng. Giá quá hợp lý luôn. 335 triệu nhá, cho mẫu xe Fortuner, cực kỳ chất lượng. Dạ vâng, một lần nữa em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.